Ngọc Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một cái căn nhà mà nhà dân gửi bán giá vô cùng rẻ mọi người ạ, chỉ 1 tỷ 320 triệu đồng thôi. Quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình một căn nhà có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ và đặc biệt là xây dựng độc lập rất là kiên cố với diện tích là 30 m vuông hướng nhà đông nam, thiết kế 2 tầng và một lửng mọi người nha. Ngõ trước nhà thì là 2m2, cách trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m thôi. Rất là gần chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Vị trí của nhà thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người nhớ nhé. Mời người theo em vào vị trí của cái căn nhà này. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế là 3m6 và chiều sâu là khoảng tầm gần 9m mọi người ạ. Cửa chính của ngôi nhà thì đã được thiết kế là cửa gỗ hoàn toàn nha. Vì là nhà dân bán lại cho nên là có như thế nào thì em Ánh review nó là thật như thế mọi người ạ. Cái giá cũng như vậy nhá, nhắc lại 1 tỷ 320 triệu đồng và bên chủ nhà sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng và vẫn đặc biệt luôn là vẫn có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng, quý khách hàng nào có nhu cầu ạ. Mời người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà xem là thiết kế như thế nào nhá. Bởi vì là nhà dân thiết kế cho nên nó sẽ hơi khác biệt so với những cái căn mà của chủ đầu tư gửi em Ánh bán ấy. Thì mời mọi người theo em, đây là cái phía tầng 1, cũng được thiết kế trần thạch cao, khoảng cách từ dưới sàn lên trên tầng thì rất là rộng. Bởi vì chủ đầu tư có thiết kế một cái gác lửng trên tầng 2, lát nữa em Ánh sẽ quay gửi tới mọi người. Về phần sơn, phần gạch lát nền cũng như là hệ thống điện, nước cũng đều đã được hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Căn nhà này thì đã xây ở được 2 năm mọi người nha, và chủ đầu tư chuyển đổi công tác nên có gửi em Ngọc Ánh bán. Đây chính là cái vị trí, chắc ở đây là sẽ là phòng khách mọi người ạ. Còn mời mọi người theo em vào cái phía phòng bếp của cái căn nhà này. Đấy, như mọi người quan sát thì cái căn phòng bếp cũng đầy đủ về tủ bếp, hệ thống vòi chậu, vòi rửa. Chất liệu tạo nên cái tủ bếp này là chất liệu là nhôm mọi người ạ, và vân gỗ, giả gỗ này rất là đẹp và cũng là bền bỉ với thời gian. Đây, đầy đủ hết rồi, hệ thống nước, điện đều được rồi, nước sạch quận Hà Đông, điện lực Hà Nội mọi người nhá. Đó. Và cái giá chào bán của cái căn nhà này thì phải nói thẳng luôn là rất là rẻ mọi người ạ. 1 tỷ 320 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, sổ khẩu Hà Nội, mọi người có tin được không ạ? So với một cái căn chung cư tầm vừa phải thì đây là một cái căn nhà nó thật luôn là cũng rất là lý tưởng để cho quý anh chị, vợ chồng trẻ có thu nhập vừa phải để mình có thể cân đối được. Tầng 1 của ngôi nhà, ngoài phòng bếp, phòng khách thì có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 đây, đầy đủ về bồn cầu, lavabo, vòi chậu. Và trong cái nhà vệ sinh này thì đã được chủ nhà là ốp gạch 30-60 lên tới tận trần này. Đấy, gương tắm rất là to mọi người nha. Tay vịn cầu thang của ngôi nhà này là được sử dụng bằng chất liệu inox mọi người nha. Mặt bậc của bậc thì đã được lát đá xanh. Mời mọi người theo em lên trên phía gác lửng của ngôi nhà. Và đây chính là cái phía gác lửng tầng 2 mọi người ạ. Đây có thể chủ nhà có thể thiết kế. Đợt trước ấy, chủ nhà ở thì là ở đây là thiết kế là phòng khách mọi người ạ. Tuy nhiên thì cái này Ngọc Ánh có quay kỹ một chút để cho quý khách hàng có thể cân nhắc trên video. Có thể là gác lửng này để làm phòng khách, có thể làm phòng sinh hoạt chung, có thể làm phòng cho các bạn trẻ con chơi chẳng hạn. Trên phòng khách này thì là chủ đầu tư cũng là chủ nhà cũng được cũng lát hết rồi, ốp hết gạch 30-60 rồi mọi người ạ. Đây này. Đó. Từ trên phía tầng 2 này mà nhìn xuống dưới tầng 1 đấy, mọi người có thể nhìn thấy rất là thoáng. Với cái căn nhà giá trị nó vừa phải như thế này thì quý khách hàng vẫn có thể ở được tầm 5 đến 10 năm. Và sau đấy thì mình có thể cân nhắc chuyển đổi hoặc cũng có thể là sửa sang lại theo ý của mình. Đây chính là cái phía ở phía bên trên gác lửng là tầng 2 mọi người nha. Gồm có 2 phòng ngủ. Thiết kế 2 phòng ngủ cũng khá là rộng. Đó. Nhà này thì anh chị chủ nhà xây rất là kiên cố và chắc chắn. Tuy nhiên thì cái thiết kế nó thật luôn với mọi người là nó cũng không được quá hài hòa như một số cái căn nhà của chủ đầu tư xây có thiết kế, có bảng thiết kế riêng.
Cho nên là mọi người cứ cân nhắc trước khi đi xem nhà nhá, xem kỹ video và cảm thấy ưng ý thì mình đi xem nhà giúp em. Cái vị trí của ngôi nhà này rất là gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, cách khu đô thị Đô Nghĩa 2 cây, cách bến xe Nghĩa là 3,5 cây, cách ngã tư Lê Trọng Tấn là 3,5 cây mọi người ạ. Với cái giá nhà như thế này thì nói thật luôn là quá là hợp lý, nên là quý khách hàng cứ có thể cân nhắc, có thể lựa chọn từng khu vực giúp em. Như vị trí Ngọc Ánh đang đứng đây là phòng ngủ thì nó rộng khoảng tầm 12m mọi người ạ. Và cũng được ốp rồi lát đầy đủ, hệ thống đèn điện chiếu sáng đều đã được hoàn thiện rồi. Mời ngồi theo em theo sang căn phòng ngủ tiếp theo. Với cái căn phòng ngủ này thì nó có cửa sổ ô thoáng hướng ra phía bên ngoài. Hướng của ngôi nhà này thì là hướng đông nam cho nên cũng rất là mát. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy là cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây, rất là thoáng đúng không ạ? Đằng trước, phía trước của cái ngôi nhà này là một vườn cây, một vườn bưởi mọi người ơi, vô cùng thoáng. Đó, phòng ngủ này thì là rộng hơn phòng bên kia mọi người nha, phòng ngủ này sẽ rộng hơn một chút đấy ạ. Và bên phòng ngủ cũng được ốp hoàn toàn là gạch 30-60 chứ không sử dụng chất liệu là sơn mọi người ạ. Và trên hai phòng ngủ thì không có trần thạch cao mà thay vào đấy là trần thường, gạch lát nền thì là gạch kích thước 60-60. Và phần cuối cùng mời mọi người theo em lên trên cái phía tầng cuối cùng của ngôi nhà xem thiết kế nó có hợp lý hay không với cái giá trị 1.320.000.000 đồng nhé. Và mọi người ơi, bước lên trên tới phía tầng 3 của ngôi nhà thì Ngọc Ánh nghĩ đây chính là cái khu vực phòng thờ của ngôi nhà mọi người ạ. Đó, có một cái gian phòng thờ riêng và cái khu vực sân phơi thì ở phía bên ngoài. Ở bên trên này thì là làm mái tôn rồi, mái tôn chống nóng rồi mọi người nhá. Căn nhà này thì không biết có được gọi là đủ 3 tầng không, nhưng mà theo Ngọc Ánh nghĩ thì gọi là 2 tầng rưỡi đi. Với cái thiết kế của anh chị chủ nhà cũng giá khá là đơn điệu, đơn giản, cho nên là mọi người có thể nhìn vào nó sẽ không bắt mắt ở trên video đâu ạ. Đây chính là khu vực phần sân phơi, đã có sử dụng 4 nước 1 khối mọi người ạ. Và phía dưới ở tầng 1 em quên không nói là có sẵn máy bơm nước tổng lên trên đây. Đó, máy bơm tự động luôn ấy. Đây chính là khu vực phần sân phơi, quý khách hàng của em nha. Đó, thì thực ra là nhà có thế nào thì quay như thế đấy thôi, cho nên là review rất là chân thật, giá thật, sổ đỏ thật và tất cả mọi thứ đều là thật. Cho nên quý khách hàng yêu quý của em, nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn này, muốn đặt lịch đi xem nhà về vị trí căn này hoặc là những cái vị trí khác, ở trên kênh của em có rất là nhiều video khác ở khu vực loanh quanh quận Hà Đông, mọi người có thể tham khảo thêm. Quý khách hàng nếu mà muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh nhá, theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì nhớ là bấm like để ủng hộ em, cũng như là bấm vào nút đăng ký chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.